Trời ơi. Rồi xa lắm hả chị? Đi tới Hòa Cầu Toản á. Bé hồi mấy giờ tới giờ này chị? Lỗi luôn hả? Con lỗi luôn hả Tú? Thấy coi chừng, chừng rớt nha. Coi gần không có chở đi. Nên chủ đây đi giữ vườn mít cho người ta ở ngã 6 Hậu Giang. Thì bỗng dưng là nó bị đột quỵ, thì có đưa qua nhập viện ở bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Khi được 2 ngày thì cái bệnh nó bắt đầu chuyển biến nặng mà gia đình không có khả năng chữa trị. Thì khi về nhà ở đây thì được 4 hôm. Rồi chủ vườn mít đó thì cũng có thương xót gửi cho được 13 triệu. Thì có đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng nằm ở khoa lây nhiễm. Thì nằm được 1 tháng 17 bữa, có nghĩa là 47 bữa đó. Thì bây giờ khả năng chi trả viện phí là không còn khả năng nữa, bởi vì anh Vũ đây là một mình anh là phải đi làm nuôi cả vợ rồi 3 đứa con. Rồi bây giờ đó là đứa con lớn đó, nó buộc nó phải nghỉ học, nó đi làm thuê để nó lấy cái đồng tiền đó phụ giúp mẹ nó. Ôi, chú chào con nha. Alo. Alo. Con trai. Ủa, nó chạy. Nó chạy. Con chào cô nha. Dạ, chào cô. Ủa, cô đang làm gì đó? À, anh Vũ nằm kìa. Trời, coi cô làm gì vậy? Làm gì? Đặt kiểu. Ôi, ăn Tết hả cô? Đặt cho ta. Ờ, đặt cho người ta hả? Ừ, cho em dâu nó đi bán. Ôi giời, đây. Nó Tết nhất mà nhìn cái này là thấy Tết rồi nè. À, củ kiệu. Cái này mình lặt rồi mình bán hả cô? Ừ, lặt rồi tối đem qua Sóc Trăng nè. Dạ. Dạo này tình hình anh Vũ sao rồi cô? Anh khỏe không? Đỡ đỡ rồi đó. Đỡ đỡ hả? Tập đi. Bỏ hổn tôi. Sao tôi, cô? Tôi sợ không chết luôn. Sao vậy? Sao vậy cô? Mình ơi, nó lội, nó... làm cái gì? Nó đi, nó dịnh dịnh, nó vô đi nhà sao đó. Trời ơi, Vũ đi đâu rồi? Trời ơi, tối ngày nó đi kiếm hoài đó. À, anh đi nhà sao mình không thấy anh hết hồn? Kẹ kẹ nó đi, mình ơn nó vô. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Nó phải mà tôi ở mình ơn, chắc tôi đứng tim chết luôn. Chị đâu rồi cô? Đi kiếm rau rồi, đi với chú. À, chị Trang với lại bé Tú là đi kiếm rau rồi. Ừ, đi. Chưa về? Chưa. Trời ơi, thấy cô đang ngồi lặt làm mình vậy đó cô. Rồi đây một, mình đó 20 kg đó. Một thùng nữa kìa. Ừ, được. Rồi bên này mình lặt là 20 kg là được nhiêu tiền? À, một bịch 10 kg 50. À. Nói 50. Trời ơi. Chị tính ra rửa lột 100. Như vậy mà. Ừ. 20 kg có được 100 ngàn. 20 kg. Trời ơi. 20 kg. Tôi kiếm tiền không? Không làm không có một bạc hay sao mà già rồi đi làm gì đâu. Thương cô không? Tại gì đó. Bởi vì không kiếm tiền không đơn giản không? Lặt gì lột như từng củ như vậy nè cho sạch sẽ. Ừ. Nó lột vỏ rồi lột rễ vậy nè. Ừ, cắt nữa. Rồi cắt. Ừ. Nó cho sạch thành phẩm nè nè. Sao cả nhà nhìn nè, 20 kg. Rồi là được có 100 ngàn thôi, là mình lấy về mình làm cho người ta. Ừ. Một ngày cô làm được khoảng bao nhiêu ký rồi cô? Ngày 2 bột gì đó. Ngày 2 bột. Ồ, làm tới ngày là được. Ừ, bé Tú ở nhà nó kiếm thì mau rồi. Dạ. Giỏi lắm. Đúng á. Mẹ lắm. Vào dịp Tết thì mới thấy mấy cái củ kiệu này lặt rất là khó luôn. Rồi. Một ngày lặt 10 kg là 20 kg là dữ lắm rồi đó. Chứ đôi khi mình mua 2-3 kg về mình lặt có buổi trời rồi. Đúng rồi. Ừ, đó, đi kiếm rau đó là dùng cắt cái rễ nó ra đó. Dạ. Yeah. Mẹ có đống. Rồi. Cắt rễ. Bữa nay là chị Trang đi kiếm rau gì cô? Rau muống hả? Ừ. Hôm qua đi được mấy cọng héo đó, trong nhà chưa được lặt cho nữa nè. Dạ. Làm cái này nữa. Chị Trang đi kiếm rau gì hả cô? Rau muống. Rau muống. Về đang đi bán. Không, con thấy có bông súng nữa mà hả? Ừ. Bữa nay chắc không có.
Thì gần Tết rồi con lại con thăm nè, con hỏi cái tình hình sức khỏe của anh Vũ. Ừ. Thăm gia đình mình có ăn Tết lớn không? Có gì ăn Tết. Tiếng xe kìa, phải không ta? Không biết có gì ăn Tết không hả? Ai ai cô? Ồ, phải không phải. Bên kia ha. Bên kia. Lại lúc nào cũng thấy là lúc nào gia đình cũng bận rộn, lặt rau không, lặt rau, lặt cái này, lặt cái kia. Nãy có thấy cô nào ở trong nữa mà phải không ta? Cô về hay gì? Sớm rồi. Cô về rồi. Rồi cây này gắn là làm gì cô? Con thấy tự nhiên cái cửa mình gắn nguyên cái cây chi vậy? Để gì? Tụ nó bây giờ nó cao nhồng nó đi nó đụng cái này hoài đây. Cái cây này gắn hay làm gì cô? Cho anh Vũ hả? Cho anh Vũ hả? Không đó, ở sợ nó đi. Mà tin con mình ơn ta. Ở đi dựng qua mình ơn đi đó, mình ơn đó. Dạ. Thấy nó đỡ. Dạ. Nhiều đó. Cô thì không có gần tiếng Việt. Thì hỏi cô không không biết trả lời sao. Thương con cả nhà. Ở nhà có anh Vũ với cô với lại chị Trang, bé Tú. Rồi rồi rồi. Rồi cháu trai khi nào mới về cô? Tết nè. Nó nói bữa 25 cái gì à? 25 ha. Ừ. Vậy là ngày mai ngày mốt là về rồi. À, kêu cô là cháu ngoại phải không? Cháu ngoại. Cháu ngoại. Đó. Anh Vũ thì nằm phía bên trong á, chị Trang thì với bé Tú thì hái rau cũng sắp về đến rồi đó. Mình vô, để con vô thăm anh Vũ chút nha cô. Rồi cô ngồi làm ha. Dạ. Nhà lật từng cọng gì á. Cái gì cũng mệt lắm á. Mình đi vô thăm anh Vũ. Đi trước con. Nó có dịch. Chắc bé Tú nuôi hay gì nè. Có hai bà con. Làm cột này là cho anh Vũ tập đi á. Dạ. Tập đi á nha. Khỏe không anh ơi? Sao nằm ổn không? Nực hả? Dạ, chào anh. Nực cái gì? Rồi nực. Cổ cũng còn lắc ha anh Vũ? Còn ha. Trời mày không cả nhà. Thì sao giờ này ăn uống đồ sao? Anh nói chuyện chưa được không? Chưa được. Tội nghiệp không cả nhà. Anh ngồi vậy được không? Ngồi được rồi tôi em xem coi anh nghề nghiệp không. Lâu lâu thì anh em cũng đến để thăm ảnh á. Giờ tôi ngồi được. Cổ thì cái gì vàng vàng chứ, rất sức rất đỏ vậy. Ủa, cộng gì vậy? Cộng dây chì hả luôn? Cộng dây chì hả anh Vũ? Dây gì? Trời ơi, cộng dây, cộng dây, cộng dây. Tới giờ mà tới đây chị đi làm. Chị đi kiếm rau. Chị Trang thì với bé Tú bây giờ đi kiếm rau rồi, đi bán kiếm tiền để lo cho ảnh. Ảnh thì trong suốt một thời gian dài rồi bị bệnh đó. Lúc đầu thì bị bệnh da lột hết trơn, rồi giờ hoàng da thì đỡ rồi nè. Hoàng da thì giờ đỡ rồi nè. Đốm đốm, trời ơi. Giờ nó đốm đốm rồi nè ha. Da lại bình thường lại nè cả nhà. Nhưng có cái là cổ ảnh, anh bị ảnh hưởng thần kinh gì đó, bởi chị nói là ảnh hưởng trên thần kinh thôi. Nó nên giờ lắc gì đó. Có nhức đầu không anh Vũ? Nhức đầu không? Ừ, nhức đầu ha. Ảnh hưởng cái não. Say 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 gì đó hả? Trời ơi. Anh nói là nhức đầu mà say say gì đó. Nó cổ thì bây giờ gắn ống nè, không biết khi nào mới tháo ra nữa nè. Lúc trước thì anh Vũ là trụ cột trong gia đình. Đi làm kiếm tiền. Tự nhiên cái một mắt cái một cái chứng bệnh gì đó mà lột, lột da hết trơn luôn, bắt người lột da. Bây giờ là anh bị não luôn chứ. Bị bệnh não luôn, ảnh hưởng não luôn. Bây giờ đến hồi về gặp chị Giang hỏi cái bệnh tình, bữa giờ có đi khám, bữa giờ có đi bệnh viện không anh? Có ha. Tại hôm bữa thì nghe nói là cũng đưa anh đi bệnh viện mà không có tiền, thì cũng nhờ Mạnh Thường Quân, là bữa đó cũng gửi cho với gia đình 2 triệu á, lúc mà anh em mình không có đến á, để cho anh đi khám mà không biết làm sao rồi. Đang chút về gặp chị hỏi coi bệnh tình sao. Có giấy bệnh được không anh? Có giấy không? Không có. Anh mệt anh nằm đi. Nằm đi anh Vũ ơi. Nằm sợ đi để em đợi chị Trang về. Chứ anh mà ngồi gì á là anh lắc một chút thì là anh nhức đầu. Động não. Thà anh nằm thì nó đỡ nè. Nó nằm gì là nằm gì là nằm có lắc bị. Ngồi thì lắc động não. Anh em cứ lại là lúc nào anh cũng nằm trên một cái trên giường này nè, lúc nào cũng vậy hết. Xuống một thời gian khá là dài. Nãy cô có nói là anh
anh gán đi rồi anh lần ra phía sau là quay vô nhà là anh mất tiêu rồi. Không có thấy nữa, cô muốn đứng tìm luôn. Anh cũng muốn đi lắm mà đi không được á. Nãy thấy anh nào vậy rồi cũng mừng. Cái thùng hàng dễ quở, nhà cửa biết Tết nhất, không biết có sắm sửa gì chưa, không biết có sắm sửa Tết gì chưa anh ơi. Đó. Thấy trong nhà anh không có gì hết rồi. Vậy là mai mốt là con trai về đó, con trai về. Mai mốt là con trai về. Con trai cũng đi làm ở đâu thành phố cũng đi. Hai hôm nó về, tại Tết cũng sắp đến rồi đó cả nhà. Bây giờ tụi mình đợi chị Trang về. Đợi chị Trang với bé Tú về. Anh nằm nghỉ nha. Trời ơi. Chị Trang cũng về tới rồi, cùng với đứa con. Đi xa lắm. Rồi xa lắm hả chị? Đi tới Hòa Tú tòa án. Được 2 túi hả? Này hái rau gì chị còn muốn hả chị? Chỗ mà tòa án là mình đang xây dưới đó đúng không chị? Đi xa đi. Trời ơi. Vậy là qua cầu Dù Tho. Tú ơi, ra phụ mẹ kìa con. Lớp máy. Bẻ hồi mấy giờ tới giờ này chị? Bây giờ 10 giờ mấy. Đi lỗi luôn hả? Con lỗi luôn hả Tú? Ấy coi chừng rớt nha. Coi nghiệp. Coi nghiệp không? Coi đồng phóng coi trời. Nay về đón luôn nè, đón. Nãy tụi em lại thì chưa có thấy chị. Chị với bé Tú về. Kìa. Ảnh không con? Cái đó mẹ về mẹ đói bụng quá. Đói bụng hả? Đi giờ mấy giờ tới giờ vậy chị? Hồi 10 giờ mấy á. Hồi 10 giờ tới giờ. Dạ. 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 Nó ăn cơm nó ăn mì rồi. Dạ. Thì đói gì lắm hả Tú? Về vô nhà. Chạy vô kiếm đồ ăn hay gì rồi. Chú ơi thăm chút rồi. Mặt cái ướt hết luôn rồi. Đói bụng luôn hả? Không? Đói lắm chưa? Cũng nãy giờ. Cần tiếng này chị. Mặt bé cũng lội luôn hả chị? Hai mẹ con lội luôn. Hai mẹ con lội xuống nước luôn á. Dạ, lạnh ghê. Chạy xa lắm, dập bọc dùm dần. Trong vuông ta hả? Trong ao hả? Ở trên ruộng. Dưới sông. Dưới sông hả? Từ chỗ vuông ta. Lội dưới sông. Đi thì qua Hà Dù Tho nè. Dạ. Cái bọc đi tòa án bọc trở lại. Đi xa lắm. Tính đi đưa sáng tới giờ được nhiêu đó. Dạ. Rồi đi không cầm điện thoại theo luôn. Đâu có đâu, sợ ướt rất nhất. Ngàn người cái nè ướt hết trơn rồi nè. Rồi lâu quá không gặp rồi. Lại thăm nè coi Tết nhất làm sao. Đang Tết nhất làm sao. Rồi lạnh không? Lạnh đi tắm cho con. Rồi thấy tội nghiệp. Đứng nó rung. Đi tắm đi con. Đi tắm đi. Ôi xin không à. Mẹ về, mẹ về, đi về. Đi ngày luôn thôi. Hả? Con hôi nó tát á. Ừ, Tú cũng kêu về là cũng chưa về đâu. Bữa giờ cũng lâu rồi đâu có ghé thăm đâu. Cô nói sao bữa nay hai mẹ con đi lâu quá mà chưa có về. Sáng giờ trời cũng sắp tối rồi. 10 giờ mấy đi ngoài cũng nhiều. Cái này cột để làm gì vậy chị? Cột cho ảnh đi đó. À cột cho ảnh đi hả? Cho ảnh đi cũng được nhiều lắm. Sao bữa đi khám rồi sao rồi chị? Đi khám thì bác sĩ nói kêu ổng đi dám đi nhiều nó qua thở quanh tim nó hở ra mới tháo ra được. Dạ. Tại vì cái thở quanh tim chưa hở ra đó. Giờ bị hở quanh tim nữa hả? Chỗ mà đại ống không hở ra biết không? À. Cũng dính vô vậy nè. À. Cái bác sĩ kêu cái ảnh đi mới hở ra mới là tháo được. Dạ. Nếu mà tháo ra thì ảnh mệt liền. Rồi. Mệt tới nằm viện nữa. Dạ. Cái gì chị về nhà chị cho ảnh đi đó, cột cái cây. Anh đi từ cũng xa, từ ở sau đó. Đi lại từ suốt mấy bữa nay, hai bữa nay ảnh đi ít. Anh la mệt cho mình đó. Dạ. Dạ ảnh không dám đi nhiều. Hai bữa nay ăn không được, ngủ cũng được. Mà đi được chút chút rồi. Dạ. Rồi ảnh đi nhiều lắm. Vậy là bữa đi vô bệnh viện rồi. Đó bữa là chị điện cho em đúng không? Bữa mà gửi tiền đúng không? Đó, anh la có chị trong mình chỗ ống á. Chị đi khám hỏi bác sĩ. Thì hỏi bác sĩ chừng nào tháo ra được, bác sĩ nói chưa đâu. Dạ. Này cho đi về nhà phải tập đi nhiều chút mới nó hở bên tim mới tháo ra được. Tại vì nó chưa hở, tháo ra là anh mệt nằm viện liền. Trời ơi. Bởi vì chị đâu dám tháo ra đâu.
mới về nhà cột cái cây này cho ảnh đi. Giờ cột cũng ngang cái nhà để ảnh đi tới đi lui ha. Rồi ảnh nằm ở trong á, sáng giờ ảnh đi ra ra mình ơn à. Đi mình ơn ra đi ra đi né né gì đó. Dạ. Có cây gì đó. Rồi bé cũng thấy nhiều mà hai bữa nay đi ít lại. Ăn được, ăn không được, ngủ không được mấy bữa nay, hai bữa nay. Dạ. Thì con đi hai mẹ con đi hái rau để bán. Bữa nay về trễ thì chị qua thì về sớm chứ. À, hôm nay về trễ hả? Ừ, mình đi vòng vòng đây đâu có đâu đấy, chị qua được nhiêu đó. Hôm chị đâu bán đâu được nhiêu đó. Thấy héo hết trơn này. Bẻ cái đó bẻ hôm qua đó. Bị héo rồi nè. Thành ra được ít quá chị không đi bán. Bữa nay đi kiếm thêm ngày cũng được nhiêu. Dạ. Thì 10 giờ mấy. Dạ. Trước bảo học về mới đi. Cái cơm nó nước cho ảnh ăn rồi mới đi. Cũng khá lâu rồi anh em mới đến thăm á. Ồ, cứ nghe cái sự việc mà của anh Vinh đúng không chị? Anh Vinh là có đúng vậy không chị? Anh Vinh. Anh Vinh. Phải, mất rồi. Mất rồi. Cũng ảnh á, thấy cái hình ảnh. Là chị có đi lời đắng có đi thắp nhang luôn. Thắp nhang á, thấy ảnh. Trời ơi trời. Đi chị không tin luôn, đi thấy ảnh. Nói hết lên tiếng khóc luôn đi. Trời anh ơi. Ổng dán dòm chị. Ai? Anh ông Vinh đó, anh em ta. À, anh của anh Vinh. Đây, chị vô thắp nhang thì chưa có ai lại đâu chứ, chứ mình ơn chị. Là anh bị gì? Anh gì mất của chị? Bị gì đó, nghe người ta nói gì. Bây giờ anh bị tập quỵ. Ôi trời ơi. Bây giờ anh bằng về ăn mệt ngủ đi. Rồi ngủ rồi xong rồi mất luôn. Nhầm người trong xóm đó, người ta nói đó. Dạ. Chị đâu biết là chị đi. Rồi nghe vậy thì... Bằng đầu chị không tin nữa. Chúng ta nói anh ổng, chúng ta nói ổng. Chị đi thắp nhang thấy ổng. Thấy anh Vinh thì... Lại thấy gì ảnh mới biết. Trời ơi trời. Cũng hết hồn. Nghe nói lúc trước là anh nói gì cảm ơn mà nói khi mất mà lại thắp hương là được rồi hả? Lúc trước thì anh bị giúp chị đó. Dạ. Chị nói là không biết sao mà tôi trả ơn anh được. Mày thật lo quá. Nay em không thì nói đường nào tới mắt mày thắp cho nhang rồi. Dạ. Cái ảnh nói vậy khủng quá. Giờ là cũng phải... Giờ mất thiệt. Mất thiệt anh đi mình đâu tháng mấy đó. Hôm nay có điện cho chị nữa, điện hết lần. Ai điện? Vinh đó, hồi đó anh đi làm á. Trước khi mất á hả? Trước khi em lợi đó, em lợi được về được 3 hôm vậy đó. À, là anh điện? Anh điện. Điện nói gì? Điện hỏi thăm Vũ đó. Dạ. Thì tới chị nói hồi nào về. Thì anh nói cỡ 2 tuần nữa chắc anh về. Quay 3 tuần ảnh mắt nghe ảnh mắt liền. Trời. Chị hết hộn. Nghe nói là giống như lúc trước là khi mà đến thăm hoàn cảnh mình á là chị Mạnh Thường Quân giúp á được ít tiền cũng có gửi cho anh hả? Hả? Có gửi tiền cho anh Vinh hả? Có mà anh trả là hết rồi. Trả chưa? Trả rồi. Trả rồi ha. Ừ. Trả rồi mới ảnh đi đó, đi làm đó. Ôi trời. Anh Vinh là giống như là người đầu tiên để kết nối với anh em mà đến thăm cái hoàn cảnh gia đình của anh Vũ. Dạ. À, chắc là nhiều khán giả mà khi mà xem cái hình ảnh đầu á cũng biết anh Vinh, biết anh Vinh là người kết nối cái hoàn cảnh anh Vũ đến anh em á. Sau một thời gian dài thì cũng không có gặp nhau. Mà nghe đụng nghe chị Trang điện nói là anh mất rồi em cũng hết hồn. Chị cũng hết hồn, chị đâu tin. Dạ. Yeah. Trong sớm đó chị đi chợ mua đồ ăn cho ảnh đi mua thuốc uống đó. Dạ. Yeah. Nghe nói anh Vinh mất rồi, nó có chị hỏi, chị hỏi ảnh hay là anh của ảnh. À. Làm người ta nói anh. Đúng rồi. Ừ. Làm người ta nói ổng. Mà chị không tin, chị đi khắp nhà thấy mặt. Rồi thấy hết hồn luôn. Chị nói là chính xác là anh Vinh. Ừ. Anh Vinh mất rồi. Trời. Tới đây chỉ có mấy tháng nay thôi. Anh cũng còn đứng ra để mà kêu gọi giúp đỡ cho gia đình của chị Trang ở đây. À, nghe lại tin là anh nó mất. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Anh đi đâu tháng mấy rồi. Anh có hỏi gì hỏi thăm điện hỏi thăm nữa. Thì trước đó đã điện hỏi thăm mà đùng cái em về vậy? Em đợi lần đó gần em lại thăm anh Vũ ha, cắt tới 3 bữa là ảnh điện liền. Dạ. Yeah. Hỏi thăm anh Vũ về sao rồi, Vũ sao rồi cho anh. Trời ơi. Cái chị nói ảnh khỏe rồi, chừng nào anh về em hỏi nữa. À. Anh nói chắc cỡ 2 tuần là anh về. Yeah. 2 tuần đâu, 2 tuần chưa thấy gì nghe đâu. Cỡ 3 tuần mấy là nghe ảnh mất liền. Trời ơi trời. Chị cũng hết hồn. Cuộc sống giờ vô thường lắm đó nha. Anh Vinh á, anh Vinh thì cũng là đồng hành với anh em mình trong một thời gian khoảng 1 tháng gì đó. Nó đi thăm bà con đó, mà giờ cái nghe tin mảnh mất á, chị Trang báo thực sự cũng rất là sốc đó cả nhà.
Anh khỏe mạnh bình thường mà đâu có gì đâu. Anh khỏe mạnh thôi. Dạ. Ngày bản gắng giúp đỡ cho anh Vũ, gắng đi xin đi về cho. Dạ. Cũng cùng đồng hành với anh em để giúp những cái hoàn cảnh khó khăn á. Hôm nay nghe anh mất thật sự rất là sốc, rất là buồn luôn. Thì Tết nhất là sắm sửa gì chưa chị? Có sắm đồ Tết này gì chưa? Gì chưa? Nghe nói con trai là mai mốt về phải không? Mốt trai nó về, nó ứng lương, ta không cho ứng lương. Công ty đó người ta ung sủng hết trơn, người ta đòi ứng lương công ty đó. Chưa có dạ. Lương ứng. Chưa cho ứng rồi. Có điện đi hỏi Giang gì đó, nói mẹ ơi chắc con gì đó, có tiền tiền xe gì đó, nghe nó ứng cho 2 triệu, đóng tiền còn chở 1 triệu mấy rồi. Trời ơi. 1 triệu 9 mấy rồi, nhỏ còn có mấy chục ngàn. Trời ơi. Nói với xa nói về vậy. Chưa thấy về nữa. Tết nhất rồi. Tôi làm này là khi nào Tết, khi nào mới nghỉ vậy Trang? Nghỉ Tết. Trời ơi, chị làm cái đi đi hái gì hoài luôn, không có nghỉ. Chừng nào cái ngày cúng thì mua đồ cúng thôi. À. 30 là chị mua đồ cúng thôi, chứ đi đi mỗi bữa gì đó. Bây giờ chị ước hết rồi hả? Đi đi đi. Bây giờ chị đi thay đồ đi. Đi thay đồ đi, em lấy mít cái thay đồ đi. Đây nè. Đây, giờ con với chú Kinh ra đẳng đi. Lặt sao? Mình lặt ra, mình bó lại hả? Chừng nào mới đem đi bán? Tối. Tối hả? Tranh thủ làm đi con. Cô thì lặt ra cái gì? Củ kiệu. Mình có chảy cái gì không? Mình chảy gì lót không? Tủ bỏ thì hai vỏ con muốn. Thì có cái bao kìa, có cái bao kìa. Chảy cái bao kìa. Chảy cái bao dài kìa. Cả nhà đi đi lặn đi xuống xuống ao á, rồi hái. Hái xong rồi về, về phải lặt, về tối phải đi bán. Rất giả lắm luôn. Tháng này cũng không được non gì không ha. Tại vì tháng này tháng nắng á. Cái chi được tháng mưa thì mưa nó nước nhiều á, cái nó bò ở trên ruộng nó non. Mệt không Tú? Mệt không con? Mệt nha, rồi kiếm gì ăn đi, ăn cơm ăn gì đi kìa. Nãy tháng đói bụng mà. Chưa nấu cơm nữa. Rồi chưa nấu cơm nữa cô. Chưa. Tôi nghe vậy. Nấu mì nấu gì ăn đỡ đi con, để đói hồi xỉu à. Lâu quá mới gặp thấy Tú luôn ha. Gặp thấy bự lên ha. Xinh gái. Nói người ta bự đó, bự đó. Lớn thấy hả? Thấy con ở vậy đó, còn nguyên vậy đó đâu có thấy lớn gì đâu. Không thấy lớn hả con? Thấy. Cái nhà giỏi không đi theo mẹ rồi cũng lội để hái từng cọng rau gì đó là về đang đi bán. Cha thì bệnh nằm ở trong vậy đó. Mấy tháng này. Vậy tính tối. 3 giờ vẫn vậy ha Tú hả? Có thấy khỏe không? Ừ. Đi ăn gì đi. Đi ăn gì đi rồi hả làm. Mà té xỉu ngoài đỡ đâu nha. Cái này chừng nào mới xong cô ơi. Này mới. Chừng nào coi coi không biết chừng nào. Tối không? Tối tối không? Sáng giờ luôn. Bà. Cô nói là có Tú nhà thì nhanh, Tú đi rồi là còn mình cô là hơi lâu phải không? Tiền công là 100.000 20 kg. Sáng giờ thấy cũng chua lắm luôn á, củ kiệu thiệt chứ. Có lặt từng củ nhỏ 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 vậy nè cả nhà. Lâu. Lúc mình lấy về cũng sình đắt nhiều lắm không cô? Để cắt luôn nha. Mình phải lóc cái rễ nó ra, mấy rửa lại. Còn ngọn nữa nè. Dạ. Điện hư rồi chưa đi mở nữa, rất mở chỗ nào không nè. Đó làm sao? Điện hư hả? Sao chị? Mày sao bị gì? Hư ống nước thì cửa không. Bà bị hư cái ống nước hả? Nó bị gãy vào vậy đó rồi mới sửa hồi sáng sợ nó chưa dính á, rồi chưa mở nước, không có nấu cơm. Dạ đó coi. Rồi giờ mở ra không có nước hay sao chị? Tại chưa mở nước, mở chỗ nào nè. Ồ, cúp điện nha chị. Có cái công tắc á, không có công tắc. Ừ. Có công tắc nằm ở đâu không biết. Có cái đồng hồ điện của mình đó chị. Ừ. Có gì tốt. Coi con có cái gì? Cá kho. Ừ, cá kho hả? Cá này đâu vậy? Để chú coi coi. Hai bắt á. Hai bắt. Cũng hai. Ừ, cá kho nè, cá sặc. Cá thui à? Ừ. Sao không có điện? Ừ. Đây là cái dàn bếp của bé Tú đó cả nhà. Vừa khô vừa chín. Nhóc ở trên đồi vậy? Chuối. Chuối.
Anh bản vừa cho đó. Ừ. Anh bản cho gạo này. À, ai cho? Mấy nhà nước á. Dạ. Người ta cắt nhà cho một cái cho rồi. Ôi, cho nhiều vậy. Cho thoát nghèo. Ở đây luôn hả? À, cho thoát nghèo luôn hả? Thoát nghèo rồi. Ta thoát nghèo, ta hút lên chân. Rồi, nhà chị sợ ảnh có gì cái một chịu rồi. Ừ, không có còn chuyên. Đó, tại vì rồi. Ta thoát nghèo, ta hút họ là họ nghèo mình lên rồi. Ừ. Chị đi chị qua đó đi làm giấy cho bảo á. Ừ. Cô giáo kêu đi làm đó. Cái đi hỏi người ta. Giờ đa phần rút hộ nghèo chưa? Người ta cho thoát nghèo. Ừ. Được cắt nhà cái với 50 kg gạo. Trời ơi. Chị đúng. Nói cho 50 kg gạo xong cắt số chị nghèo. Nói với ông hội Tú á, nếu mà biết ta rút lên là không nhận nhà đâu. Không nhận nhà. Để nữa lo cho ổng bình đó. Ừ. Nó con có nước chưa? Nghe nói mẹ nó chưa có nước gì hết nha. Bơm nước không? Chị... gặp mấy chú lại vui hay gì cười miết vậy hả à. Trời ơi giỏi cái gì cũng biết hết á. Giờ bà Tú giờ là hết nghèo rồi nè. À, hết nghèo rồi đó. Thoát nghèo rồi. Tú đang tính nó Tú. Thoát nghèo mà còn đi bẻ cơm muống hàng ngày. Tú anh á. Nó có để dành uống không? Giờ nông thôn rồi hoặc là xã vậy đó. Cũng cho bà con thoát nghèo để lấy này nấu đỡ nha. Đi hồi mấy giờ sáng tới giờ chị Trang? Đi hồi 10 giờ mấy á. Đi 10 giờ mấy rồi tới chiều 4 giờ mấy mới về. Mẹ về nấu cơm được. Đi chiều 3 á. Chị nói khi mà nói dân nổi con biết ta cho thoát nghèo không nhận nhà. Vậy là nghe mà nhà nước mà cắt cái hộ nghèo thoát nghèo vậy chắc buồn hả chị? Buồn không? Buồn chứ. Buồn. Anh bệnh còn bệnh đúng không? Còn bệnh nữa. Ừ. Anh ta cho nghèo để mình đỡ. Ừ. Rồi tiền bảo đi học đóng học phí thì mình cũng đỡ nữa. Ừ. Giờ khó bắt đầu đóng nữa đó. Rồi. Qua năm nay là đóng cho bảo học. Nữa. Được 50 kg gạo nhưng không vui, không vui tại vì thoát xóa cái hộ nghèo á, mốt mình không có hưởng được chế độ gì nữa hết. Không có cho gì hết trơn. Cho khó rồi. Chị anh thì bệnh cũng chị, chưa có. Chị ba nó mới hay đó, không đi là chưa hay nữa. Ừ. Đi làm giấy cho bảo á. Ừ. Cô kêu đi làm đó. À. Vô cho xã làm. À. Mình cho anh ta mình đóng một lượng cái nó nói thoát nghèo rồi chị. Ừ. Chị nói, ổng còn bệnh nó sao cho thoát nữa. Trời ơi. Chị nói chị có hỏi không? Hỏi người ta đã nói sao? Chị đi làm giấy á, hỏi á. Hỏi hả? Hỏi người ta nói hỏi xã đó anh bệnh gì rồi sao rồi mốt rồi chị nói là anh còn bệnh nữa cho thoát nghèo. Ừ. Chị nên thân chị về đây qua tới chị đi xin coi ta cho nó. Ừ. Không cho phải chịu rồi. Nếu mà người gia đình mình khỏe mạnh hết thì không có gì mà giờ anh bệnh nè. Ừ. Ừ. À, vì trong xóm đó anh ta cắt hơn một hết một xóm luôn. Ừ. Người ta cho thoát nghèo á. À, cũng nhiều người chứ không phải là mình nhiều họ lắm, nhiều 50 họ á. Ta cho cắt nhà thôi chị đi làm giấy. Mình cũng coi cắt nhà là cắt nhà tình thương đó hả? Ừ, cắt nhà cho ảnh bên kia bên Đông Phú á. À. Thì người ta cắt thấy đẹp lắm. À. Cắt sát bên nhà nó già chồng luôn. Ừ. Rồi đi thấy người ta nói nghe người ta rút lên nó kêu nó nói hết nghèo rồi. Trời ơi. Thì chị ba không mừng chút nào hết trơn. Ừ. Đi lấy gạo. Lấy gạo mà đâu mừng đâu. Dạ. Nhưng mà chị biết chị không ở nhà đâu. Để nghèo gì đi cũng đỡ. Dạ. Mình bảo lớp đi học nữa. Cái gì đó, đi học đóng tiền không á. Dạ. Nói chị về chú ba chị nét ảnh ông hết nghèo rồi. Ta rút lên hết trơn rồi. Ừ. Rồi sau này ông bệnh không biết sao nữa. Nói bệnh là phải có tiền mới chị bệnh được. Ừ. Chị nói cứ ăn khỏe khỏe đi đừng bệnh đừng rồi hết trơn. Ăn ngủ đi phải. Ừ. Lo. Cái nằm nó gì anh nằm chỗ vậy nó buồn á. Buồn, buồn lắm á. Thấy chị rồi bé là cực mà. Có khi chị mà làm mệt á, anh kêu nghỉ đi bà ơi, nghỉ một bữa đi. Ừ. Chị nói, nghỉ không có gì ăn đâu. Tôi nghỉ là được, tôi bảo không có gì ăn á. Ừ. Chị nó nghĩ gì đi làm được gì cứ đây vậy à. Rồi điện đi cho con nữa, nó về đi cho mình cũng nhớ lắm rồi. Nghe điện hồi hôm đó, mẹ con ứng có 2 triệu mà đóng tiền phòng trọ 1.9 triệu rồi. Ừ. Có tiền xe luôn về. Trời ơi. Chị nói mày kiếm mượn ai đi mà đợi cha mày chết hay gì vậy. Ừ. Chị nói mày... Tết nhất có cái Tết à, về với gia đình. Ừ. Về gì cho vui, cha cũng bệnh gì đó. Chị nói tiếng nó tắt điện thoại. Ừ. Nó cũng muốn về lắm. Ừ. Ông này ổng như nó dữ lắm.
Nghe con về cười thấy thấy nè. Chị xuống cháu này chị nó 11 chị nó về rồi. Con thấy ổng nó như vậy. Ổng nói lắm, điện thằng kia điện gì là ổng cười bài vậy. Cũng đồng nghiệp nó đi làm á, thì ổng nhớ nó, có thiệt nó. Vậy tính ra từ cái lúc mà nằm viện tới giờ, rồi bé đi tới giờ luôn không chị? Ừ. Đi làm tới giờ luôn. Nó có gỡ gì ít ít trả chú nợ chú 10 triệu mà nó trả được 5 triệu rồi. Cái gỡ gì cho chị vài 1 triệu, 2 triệu mua thuốc cho cha nó. Hàng tháng ha. Rồi chị đi chơi hội ở trong xóm á, chị kia chúng ta nó cũng trả giúp rồi. Mấy triệu đó. Dạ. Bận cũng có dư giả gì cũng tội nghiệp nó. Có nhiều về cũng gỡ về để lo cho gia đình. Về Tết nhất rồi cho con mượn tiền ai vậy lỡ đi đó. Về thì được rồi tiền xe không rồi cái gì về nhà không có gì cho mẹ. Chị nói là mượn đi con ơi đi làm trả anh ta. Con có thôi về cha. Đúng rồi về nữa. Cho về vui là được rồi. Cha nó cũng nhớ nữa. Về thăm gia đình thôi chứ. Đôi khi nó không có tiền á nó cũng ngại. Ngại về. Hồi bữa nào điện xuống về nhà chị làm tới 8-9 giờ mới xong. Có mẹ ba ha có hái nhau cái gì nó. Có làm chưa xong nữa. Dạ. Nó nói mẹ nghỉ đi hái hoài luôn. Cái bằng giờ này 8-9 giờ bữa nào cũng hết trơn. Về còn hái rau nữa. Chị nói mày tú nè giờ có tú phụ rồi đỡ rồi nè. Tú gì đi bắt cơm bắt nước gì bắt đầu chị lặt rau. Dạ mì hả con? Đói quá hả? Ăn mì đi. Ừ, nấu mì ăn trước đi. Đói quá ăn đi con. Nãy thang đói bụng hả chị? Cười nữa. Đói bụng rồi về ăn đi nha. Đừng để xỉu nha. Giờ là nước, nước thì sao chị? Nước xả không ra hay sao? Đâu mở thử ra. Đi mở kia. Đi nấu này đỡ đi. Đỡ. Chị không biết chỗ nào mà mở nữa. Mở sao cái này của người ta mất công đàn á. Nó có công tắc giống vậy luôn á. Mở ra thì có nước mà. Người ta sửa cho mình hả? Hay là sao? Anh hai sửa anh hai cúp ở ngoài lộ á. À vậy là con anh mở, đúng rồi. Mà có hai công tắc lận mà không biết dặn khi gãy của ta mất công chịu mấy nữa. Nên ra đợi anh hai gì mở cho. Thôi giùm lên cho em đi. Thằng Tú cười ai Tú? Tết này mẹ có mua đồ mới chưa Tú? Nè. Chưa có bộ nào hết hả? Dạ. Gặp có cười biết hả trời ơi. Cô dặn nó thì nào cha đó bụng hiểm một bữa cho cha ăn. Không biết có bữa không nữa. Anh cho ba xin lỗi. Hả? Rồi bảo với nhỏ nhỏ đó. Nó cha khác nữa thì cha đòi thì đi mất nước cho cha uống. Nghe cô nói là đói thì tự nấu mì ăn luôn nhỏ. Ừ, bảo cũng giỏi. Có gà nó bếp đó. Lúc nó lên ăn. Chị cũng la hoài, chị sợ nước sôi khổng á. Đừng nấu ăn, có cơm nguội cơm nhà ăn bỏ đi. Dạ. Bữa hổm nó nấu thì gần chị cũng la nữa. Bây giờ chị bé cũng đi hái rau, anh thì như vậy nữa thì đâu có ai làm đâu, tự nấu tự ăn. Bây giờ là anh có thuốc men gì không? Chị ta cho thuốc ảnh sức á, rồi nghe trên ở trên Đài Loan á, ta gửi bữa nay nó 3 bữa rồi tiếp đi tới nha. Ta gửi thuốc sức cái sức ở đâu? À. Sức đi dầu đó. Dạ. Cái này chị lấy đi. Bắt đầu gửi chỗ cho anh chứ. Có nhiều người cũng liên hệ và xin số điện thoại của anh Vũ á, trong suốt một thời gian dài như vậy á, nhưng mà cũng còn khán giả cũng còn quý nhạo tâm cũng liên hệ quá gửi thuốc cái này kia. Mới gửi luôn chị. Rồi chai thuốc rồi đem thui rồi. Chai thuốc vậy nè, giờ ảnh sức nhờ sức thuốc này mới ảnh đi đó, đi được đó. À. Sức rồi bóp, sức bóp á, ảnh đi nghỉ ngồi xa lăng rồi. Ảnh đi. Rồi cô chú liên hệ với mình, điện cho mình, đúng không? Nên bây giờ ảnh thấy đó, ta cho. Rồi có người xin số điện thoại á, anh xin anh em nè, anh em gửi rồi điện. Cái này gì kìa? Gì đi? Có mật ống nè. Lỡ quá. Lỡ quá đen đen. Mọi người con này thức sức hay ha. Sức cái giò ảnh bóp á. Dạ. Đi từ trong đây nè. Đi đâu sắp cài sắp trồng tại làm gì ảnh đi mấy người. Lần tường đi. Cũng được, vừa lắm rồi, từ sau tới đây. Khi ảnh khác nó sẽ đi cũng bơm nước uống rồi. Sức nước trên thùng là thằng nãy lắm. Còn thuốc bệnh viện là không có. Không có. Ông đi khám thì bác sĩ cho uống tuần lễ. Hết rồi. Thế là chị người ta cho thuốc này sức về cái nghe nó nói cho thuốc ảnh uống lắc đầu á. Chị không dám uống thuốc này. Lên lại. Lên lại nghe cái gài
chưa tới. À, đang đợi ha. Dạ đợi. Nghe Tú nói là Tết gì chưa sắm đồ sắm gì hết hả con? Dạ. Ừ. Nhìn đây nè. Sao sắm sắm đồ? Chưa, đi mua trà đó. Hả? Đợi bữa hả? Giờ bự rồi, mặc vừa không? Còn vừa hả? À, đó mua trường hà đó. À. Cái này cô hai rồi có liên hệ con không? Dạ, có. Có hả? Đợt đó là chị Jenny, chị Jenny là mua đồ nè. Ừ, gửi tiền rất là nhiều, chị Jenny rất là thương gia đình mình luôn. Chị Jenny ở bên Úc á. Rồi. Ừ. Mua đó, anh Vinh cũng dắt đi mua đó rồi đó. Ừ. Đồ đó còn không Tú? Đó còn mới không? Ừ. Bảo đi qua đi lại rồi để dành bảo đó. Còn bữa là chú Vinh mất là chị đi một mình hả? Tú có đi không? Không. Có mình chị đi đẳng thôi. Chị đi rồi. Ở gần hả? Già gần hả? Ở chỗ em chợ Mỹ Xuyên mà. Ồ. Chị đi thắp cây nha rồi chị về. Ừ. Sáng đi mua đồ ăn cho ảnh đó. Chị ghé vô chị thắp nha ảnh rồi. Tại vì lúc mà anh lại thăm gia đình á thì chị Trang như cảm ơn ảnh nói thôi mốt ảnh nói cũng như nó chơi đó. Ừ, nó chơi. Ừ, mốt mất rồi thắp hương cho tôi được rồi hả, thắp nhang là được rồi. Ừ, nó ơi, chơi nó. Giờ anh mất thiệt luôn. Anh Vũ cũng biết rồi đúng không chị? Ừ. Vũ biết anh Vũ ơi, anh Vinh nó mất rồi. Lúc mà anh Vinh đến đây anh Vũ như hấp hối gì đó. Ừ. Nó nặng lắm luôn da, trời ơi. Nhờ ảnh nó. Giờ anh Vũ thì thấy cũng hồi phục được một ít rồi. À, anh Vinh đến mất. Ừ. Cuộc sống vô thường vậy thế. Vô thường. Gần đâu thấy. Ừ. Trong khi người bệnh còn chạy xe te te đi đây đi đó. Ừ. Thì nằm chỗ. Ráng niệm Phật trong tâm mình á anh Vũ. Sức ta cho sức thuốc niệm Phật với sức ráng niệm Phật. Nhiều vô cầu nguyện anh tên gì đó rồi niệm Phật. Rồi cầu nguyện là thanh tâm mình hết bệnh đi rồi mình làm cái gì đó. À, ăn chay hay cái gì đó. Gán thì cho mình qua cái bệnh. Lúc mà cho ảnh ăn gan. Ừ. Ăn gan với lâu lâu mua thịt cho anh làm ăn. Trời ơi. Thế hồi nãy anh ngồi gì được rồi mừng. Ừ. Ngồi ở anh luôn. Ảnh ngồi ở anh có khi đi nữa. Mà hai bữa nay là ảnh đi ít lắm. Ừ. Rồi ăn cũng hơi mới ngủ. Dạ. Lúc trước hứa với anh em thời gian sau rồi quay lại rồi bình thường mà thời gian quá lâu rồi đó nha anh ơi. Tết đến rồi cũng chưa khỏe hẳn nữa nè. Giờ là phải chừng nào cái ống nè tháo ra này kia hết rồi. Ở ngoài thì lạnh hết trơn. Ừ. Rồi mà còn ở trong á. Có cái bệnh là cái cổ lắc nè, sao mà chị cho anh cái cổ anh hết lắc rồi anh khỏe là liền, anh không có nhức đầu nữa. Anh khỏe rồi. Ừ. Cổ anh lắc anh mệt lắm luôn, anh ngồi á. Bữa mà nó đi cũng nhiều, chị cũng mừng nhiều lắm. Cái ảnh đi đó chứ mình nằm chỗ nghe người xe lăn không à. Ừ. Lúc này chị muốn lấy xe lăn ra đập ra để đưa cho ảnh đi. Đi nhiều đoạn tháo bóng ra cho ảnh đó. Ừ. Nghiệp cả nhà. Tú này hôm nay mấy chú đến có gửi lời nào đến ông bà không con? Dạ con chúc. Năm mới chúc. Dạ. Ừ, chúc cái gì? Con chúc cô chú mạnh khỏe. Ừ. Khang thịnh vượng. Ừ. Làm ăn phát tài. Đúng rồi, năm mới phát tài ha. Dạ. Rồi. Nhìn lâu lâu nhìn lại Tú nhìn khác nha chị ha. Tú nhìn tươi lớn. Ừ. Tú lớn. Không? Xinh hơn. Có cái này cười nhiều hơn nữa. Gặp cái chú với chiếc này sao cười không à. Dân nắng dữ lắm hả chị? Dân nắng dữ lắm sao mà đen. Đen hả? Thấy cũng vậy mà, thấy trắng mà. Trắng gì đen đó, đi hả? Cái đầu cỏ gì tóc đá gì đó. Không biết là mấy chú coi ngay cái cục ngoài. Không có đỡ nón nữa con. Trời. Đỡ nón để nó đen rồi với đen thui luôn. Nón khẩu trang rồi vô. Xinh lắm cả nhà. Hôm nay cũng gần Tết rồi cũng ghé thăm gia đình mình để coi cái tình hình sức khỏe của anh sao. Để cũng như là để đăng tải lên cho ông bà cô chú biết. Thực sự thì bây giờ thì đến đây thì ảnh vẫn nằm bệnh như vậy, cuộc sống vẫn như vậy. Chị Trang với Tú vẫn khó khăn, cũng vất vả. Ừ, chưa có gì hết. Trừ khi mà ảnh khỏe lại mà chị mới khỏe được. Hôm bữa thì chị có liên hệ qua em cũng như là có gửi 2 triệu đúng không? Để em coi, em đọc tên Mạnh Thường Quân ha. Để bữa thì chị Trang cũng có liên hệ qua anh em. Thì lúc đó thì nghe nói là cần tiền để đi bệnh viện. Hôm bữa không có tiền thì qua viện cho em. Chứ em gửi về sáng chị đi luôn rồi. Dạ. Thì anh mới khó chuyện mình với bà ơi. Dạ. Cái chị nó không biết sao rồi. Nghe em nói trên Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho nó. Cả điện chị ha. Đi
Dạ. Thì đó là số tiền của chú Lộc với cô Út là gửi 1 triệu. Với lại chị Nguyễn Thị Nga ở Thị Nghè là gửi 1 triệu, là bữa là em gửi cho chị ha. Là 2 triệu đã gửi rồi. Còn hôm nay đến thì cũng có ít tiền và gửi cho chị để ăn Tết nha. Không có nhiều nhưng mà kệ cái sắm sửa gì đó thì cần mình cần dùng cái gì mình dùng. Đó thì đầu tiên thì có chị Hoa Phước ở quận 11 là gửi 300.000. Một Mạnh Thường Quân, một người cô giấu tên là gửi 1 triệu. Cô Huệ là gửi 2 triệu. Và được 3 triệu 300.000 á chị. Gửi lời cảm ơn mấy chị, mấy cô nhiều lắm. Dạ. Chị mấy cô mà ăn rất tài. Dạ. Cảm ơn mấy chị. Cảm ơn. Thực sự thì cái tình thương của Mạnh Thường Quân rất là lớn cả nhà. Chắc tới điểm hiện tại nhưng mà khi mà thấy được cái hoàn cảnh á, em tiếp tục thì gửi tiền và giúp đỡ cho gia đình á. Quá quá quý luôn cả nhà. Đây để em đến em đưa chị ha. Này 1 triệu nè. Đây là 1 triệu, 2 triệu. 3 triệu. 3 triệu 300 ngàn hả chị ha. Chị gửi lời cảm ơn rất nhiều. Cố gắng lên. Dạ, cũng cảm ơn kìa. Sao anh cảm ơn hả? Cả nhà anh cảm ơn mình buồn đó. Mạnh khỏe, ăn phát tài, nói. Thì cái số tiền không lớn nhưng mà thật sự đối với gia đình á thì rất là quý luôn. Tại vì ảnh bệnh gì ngày chỉ kiếm đâu có nhiêu tiền đâu. Ăn uống này kia nữa đâu có dư nhiêu đâu. Rồi bệnh ảnh bệnh nữa. Nhưng mà Mạnh Thường Quân thương mà gửi gì là rất là mừng. Tụi em cũng đến để trao gia đình á. Tết cũng đến rồi. Cố gắng để hết bệnh nha anh Vũ ơi. Dạ. Hy vọng thì nói chung là cái bệnh của ảnh thì lâu dài á. Ông bà cô chú nào mà thương mà giúp đỡ thì tụi em vẫn tiếp tục nhận. Để tại cũng khi mà tiện đường đi ngang á thì cũng ghé thăm cũng như là sẽ gửi cho gia đình. Thì ảnh thì do bệnh này cũng chưa có khỏe lại đâu cả nhà. Còn bệnh nặng lắm. Tú con có gửi lời nào không con? Dạ con cảm ơn cô chú. Rất nhiều. Cảm ơn bà. Con chúc cô chú mạnh khỏe. Làm ăn dồi dào. Rồi phải không? Dạ. Rồi ơi. Rất là xinh gái cả nhà. Đó, Tết chưa có đồ Tết nè. Sáng thì hãy ra muốn kiếm tiền mua đồ Tết đi. Dạ. Rồi ha. Thấy mà mấy cô 13 tuổi à. Gạo nấu cũng mệt. Rồi cùng mẹ đi hái rau muống. Mấy chú đón ở nhà vậy đó mới gặp được cái cảnh mà hai con đi về mà lấm lem gì đó đúng không? Bình thường thì thấy chị với bé Tú ở nhà thì đâu có biết được đâu. Đâu có biết được hai mẹ con cực khổ vậy. Bữa nay là anh em cố tình là đón chị á, đón đi về. Hai mẹ con lội ướt nhẹp hết trơn mà đi hái từng đòn rau muống vậy đó. Mới biết cái cảnh cực. Kiếm đồng tiền đâu phải dễ đâu. Khó khăn lắm. Nghe được tin của chị bữa nay xó nghèo nữa. Trời ơi. Thì chị bà có nghe tôi nói tôi biết họ nghèo, hết nghèo. Giờ là chuyển lên là khá. Trong khi đó cần nghèo, cần nghèo chứ. Anh là phải hết bệnh rồi mừng quá. Gán hết bệnh nha anh Vũ, gán lên. Ở cái đầu anh không có lắc nữa thì cũng đỡ đi. Đỡ đó. Lắc mà lúc không gần cũng lắc hết rồi. Bác sĩ có nói là từ từ bớt không chị? Có nói không? Không hỏi thử coi anh uống thuốc này kia. Nó không bảo chú nào mà biết được bài thuốc nào chỉ dùm cho anh. Để cho anh uống, anh bớt. Giờ cái cổ anh cứ lắc. Vui đồ nãy anh em mình vô đó. Cứ lắc gì đó. Lắc hơi vậy, ừ. Lắc đầu lắc nó cũng nghỉ lắc rồi. Ừ. Đỡ hơn. Đỡ hơn trước nha. Dạ. Hy vọng ông bà cô bác từng có mà hết cái chứng bệnh giống như anh Vũ đây nè, rồi hãy liên hệ chỉ cho gia đình một cái cách nào đó hoặc là gửi thuốc về cho anh sức á, thì cũng gia đình cũng mang ơn á, tại vì anh cũng cần những hộp thuốc nè gửi về để sức. Hôm nay 43 tuổi à, không lên 43 tuổi còn trẻ lắm luôn nha, tự nhiên mắc cái căn bệnh lạ như vậy đó, giờ nó hết cái kia mà nó bị cái này, hết cái da nhưng mà giờ nó bị cổ. Cổ còn lắc. Còn nghe ổng gà nó gỡ chứ chưa tới. Vậy là có Mạnh Thường Quân cũng thương rồi gỡ thuốc cho mình ha. Thầy ở bên Đài Loan. Bên Đài Loan. Thầy Hải Âu, tên thầy Hải Âu. Dạ. Gửi thuốc về sức cái giờ ăn đi, xa này là gửi thuốc uống lắc đầu. Dạ. Chỉ từng phần. Đúng rồi, từ từ. Cảm ơn. Nhưng mà anh khỏe, anh lạc quan, anh khỏe, anh ăn uống là được, mình mừng rồi. Vậy chị cũng mừng, uống vô hết lắc thì đỡ gì mà mất biết
mừng cho gia đình hôm nay được thêm ba triệu mấy ha. Kệ cũng Tết thì cũng đỡ đỡ, nghe nói con trai đi làm gì mà có 2 triệu rồi cũng không có tiền về nữa. Cái đó ứng trước hay sao chị? Ứng trước á. Cái tội nghiệp. Ứng được có 2 triệu mấy người công ty chứ em trả anh trai làm đi làm có không? Vì sao công ty sao lãnh có được 2 triệu hả? Thế em có 2 triệu. Tết thì thường á là không dám vô phát hết để khi mình quay lại làm á. Chứ mà phát hết thì khi nghỉ luôn. Về nghỉ luôn. Về nghỉ luôn. Giữ chân lại. Giữ chân lại. Mấy ngày. Giữ chân lại nên là lãnh đó. Rồi tới 30 mới lãnh lương. Dạ, chứ khi lần chừng á chị. Cái tháng này có làm tới 10 ngày hay gì? Chưa tới 10 ngày nữa. Chưa tới lãnh lương đâu. Ứng về rồi, ứng về đó. Ứng 5 triệu đó, lên tay đó. Tới mấy tay hả? Ra về rồi. Dạ. Tới 30 mới lãnh rồi, cái này đó. Nó tay, cũng tay. Dạ. Trời đi làm rốt ruột không có tiền về luôn. Đóng tiền trọ nè, rồi đóng tiền trọ chính hết. Cái gì chứ Sài Gòn mà. Chi phí nhiều lắm. Chi phí nhiều. Dạ chị nó lãnh được 3 triệu mấy, 4 triệu mấy đó rồi gửi về 2 triệu. Nó còn gì thì nó ăn nó gửi đóng trọ hết. Dạ. Nó nói gửi ít thôi con ơi, chị thôi để tiền dành tiền ăn. Con muốn đồ công ty gì ăn được rồi. Cho nó dồn cho dư đó. Đó lấy về. Biết lo quá ha. Rồi, chúng ta biết lo gì không có biết. Sao nó bệnh, đêm hôm thì ráng ăn đi, đừng lo nào lắm. Bữa nào cũng đi hỏi thăm cha. Phải đợt hổm mà Tú mà không bị đuổi là giờ là về thăm ba thăm mẹ là có tiền nhiều lắm rồi. Cửa chén mà không nghĩ là giờ cũng có tiền rồi ha. Thấy nhỏ quá. Nhỏ cũng đi làm. Ta tốn cho là. Dạ. Giống như anh tại vì nó veo nhỏ bắt nó làm. Dạ. Nhỏ này cái lớn là mới kêu nó làm được ít đó. Dạ. Nhỏ thì 10 tuổi là chị bắt nó làm, nó mới bẻ tay vậy rồi. Tú thì nhỏ, tuổi thì nhỏ nhưng mà thấy tay chân là nhanh lắm. Nhanh nhẹn. Giỏi. Là con muốn giỏi quá trời. cái cười nữa. Mà thôi. Có khi đi hái mệt đó, lội nước chơi. Mẹ về mẹ. Ồ, về hả? Rồi bữa nay cũng may là không đem thoại theo, nếu mà đem thoại theo em điện ra em lại tới nơi luôn để coi cái Tú lội hái coi cái muốn sao nha. Biết lội hả Tú? Hồi nãy điện hỏi cô á. Mà tưởng coi đang ở đâu, tại tụi em cũng mới ở trên đó về á. Dạ. Em điện xuống chỉ nói bữa nào chú muốn lại thăm Tú rồi. Có không? Có nó sao biết? Chị nói với nó mà nó có anh điện đó. Đúng rồi, đúng rồi. Em có điện đó. Điện hỏi thăm. Chị hỏi thăm, anh Vũ hỏi hai điện. Chị nói chú Vân. Sao nói điện làm gì? Từ nào anh đi nhà, anh với anh thăm. Dạ. Anh có chị có nói giỡn hôm nay mời anh Vũ. Nha. Thôi anh giữ gìn sức khỏe nha, tụi em cũng xin phép về để cho chị Trang với Tú còn lặt rau muống ăn cơm nước rồi tối đi bán nha. Trời ơi. Tối nay hai giờ đi rồi. Giữ gìn sức khỏe nha anh. Dạ. Dạ. Cái dịp về anh em mình gặp lại, cố giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều luôn. Chị không sao bây giờ. Dạ, chị cũng cố gắng nha. Dạ. Cảm ơn mình thằng Quân. Ừ. Ê, chào cô nghe ngon. Mình cười nữa. Thì cười đi, Tết rồi cười. Thì cuộc sống khó khăn thiệt nhưng mà Tú lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Lạc quan vui vẻ. Ở nhà có cười vậy không chị? Có cười không? Nhà có cười vậy không? Em gặp mấy chú vậy mới cười. Nhà có cười hay cười vậy không? Dễ thương ha. Cười dễ thương. Cười xuống. Mấy chú lại thăm nó cũng mệt, nó cười vài. Cười vài luôn ha. Mấy cái nhà. Và thời đó mình xin phép em được về ha chị ha. Rồi bye bye kìa, bye bye kìa. Rồi đúng rồi. Bye bye. Chúc gia đình năm mới nhiều sức khỏe. Sang năm là làm ăn phát tài nha. Làm ăn phát tài. Hết bệnh. Sang năm chạy tè tè. Sang năm là anh phải hết bệnh, hồi phục lại bình thường. Rồi đi làm phụ tiếp chị nữa. Chứ thấy nhiều khi mà anh nằm như thấy chị đứa nhỏ đi anh làm mà chắc cũng đau lòng lắm. Cái bệnh, rồi vô cái ngặt đó, chứ thật sự không có bệnh thường không có nổi đâu. Rồi năm mới vui vẻ nha anh. Rồi năm mới phát tài nha. Gia đình chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Rồi chào Tú nha.